Xin chào cả nhà Nam và cảm ơn mọi người trong những tuần qua đã cùng Khang và những người bạn của Khang đã cùng nhau đi sinh tồn trên đảo Catalina Island thuộc thành phố Los Angeles. Nếu mà mình nhìn lại trong những giây phút mình được sinh tồn trên đảo Catalina thì mình sẽ nghĩ sao? Khang nghĩ nó cũng ổn. No, không đúng đâu mọi người, nó rất là ổn nàng, rất là ổn, toàn ăn tôm hùm, mì gói mỗi ngày thôi. Nhưng mà cuộc vui nào thì cũng sẽ chấm dứt. Và hôm nay mình sẽ chuẩn bị mình đi về. Và trong cái cuộc hành trình này mình đã được học những cái gì? Và đặc biệt, mình đã chọn một nước cờ sai. Tại vì mình ăn được đây, tại vì rong biển này nó sạch hơn, không có chemical. Và xin khán giả tiếp tục theo dõi đến phút cuối cùng, mình sẽ nói cho khán giả biết mình đã làm cái gì sai. Oh, the other way. You see that blue area? That's where the lobster is at. You see that way? You don't want to hit past the wave. Past the wave. Dạ thì này Khang có cơ hội Khang cho khán giả xem. Cái nơi đây là nơi mà Khang đi đã bắt tôm hùm hầu hết. Và cái chỗ đó cái chỗ mà Khang đã mất cái GoPro. Sau khi mình đang cầm mình gài trong cái đèn pin của mình á, mình bỏ tôm hùm vô cái bịch thì nó rớt ra mà Khang không để ý. Và ở dưới đó đó là 200 đồng nếu mà khán giả nào mà muốn tìm được. Ok thì tới đó lấy. Đây là Little Harbor, rất là đẹp nè, rất là thiên nhiên. À, bên kia Khang thấy có những người mà lớp học á. Ở đây nó cũng là trường USC, là một nơi nó học về Environmental Science. Thì cái này có nhiều người sẽ có lớp và qua đây họ học. Ở đây là một cái sinh cảnh rất là thiên nhiên nè mọi người. À, còn cái trên này cái đồi kia nè, những người nào mà muốn lên đây ngồi rất tình tứ, mình nhìn xuống và nhìn xa xa từ đó đó, mình có thể thấy thành phố Long Beach. Đó, đây là Two Little Harbor tại Catalina. Em một lần nữa nên là mình đi sinh tồn và bây giờ mình đi vòng quanh để mình tìm coi là có thức ăn gì không. Thì anh Khang và em rể Khang đang tìm những trái cactus, là trái rồng, thanh rồng, rồng á, trái gì thanh, kiểu như trái thanh long đó, để mình tìm này mình ăn. So far là mình ăn mì gói với tôm hùm không. Thì một lần nữa Khang muốn nói về tôm hùm thì không phải mình muốn quảng cáo, nhưng mà mình lại dễ bắt nhất tôm hùm ở đây. Cá thì khó bắn quá là tại vì nó nước nó rất là đục. Uổng quá Khang mất cái video nên Khang không thể nào cho các bạn được xem cái đó. Ok, thì bây giờ tiếp tục đi ra đi tìm đó. Yeah, that one looks good. Cái đường rãng đó nè. This one's green. Somehow. Yeah. Green on bottom. No, nhưng mà trong cái này. No, no, green on the bottom. We can't see the bottom. I see. Nhìn trong cắm trại mình lại thấy chiếc RV. Yeah, có thể là họ coi trại á. Could be. Có nhiều người được trả tiền. Yeah, yeah. Có nhiều người họ được trả tiền, họ volunteer để coi trại. Yeah, có xe rồi nữa. Có RV. Người nào biết cách nào mà người ta đem RV qua bên đảo Catalina nè, comment cho mình biết. Không hiểu tại sao mà có một chiếc RV. Yeah. Chiếc trailer chứ. Bình thường. Nghĩ nha mấy người này, người là coi park ranger. Yeah. Sprinkler để. Wow. How you doing? Hello, pretty good. How do you get an? I have a question. How do you get an RV on the island? Comes over on a barge. Oh, they bring a barge over. I see. Yeah. Okay. Oh, I see. So you, yeah.
like a camp? No. Do I what? Yeah, I'm a ranger here. Oh, I see. I got it. Yeah. So then you live here throughout the year? Yeah. Through the year then? Yeah, because I saw it down there. I didn't know we can bring an RV here. I see. Oh, Peku. Okay. Yeah. Yes. Yeah. We're born in Vietnam though. We Nha Trang and stuff, like more this Cam Ranh Bay. Born in Vietnam? Yeah. But we came here in 94. So, wow. Yeah. Right. Hey, thank you for your service. Bây giờ mình hiểu ông này là park ranger, ông là người coi cái chỗ cắm trại ở đây. Và chiếc trailer của ông là đem qua bằng một cái board và gửi qua. Và ông ta đặc biệt là hồi xưa là cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam. Và ông như ông đợi đây cả năm luôn. Thấy khán giả như là một cái nhà ở vậy đó. Oh, wow. Yeah, mà vô không được. Ông phó anh đây kìa. Can't get it. Oh. That top one. You want to rub with that in your pants. Yeah. Can you do it? Are you sure, Kai? That hurt a lot. Yes. That would be one painful fruit. Stop in the. Oh, except yep, it's really good. But down at Two Harbors, when you go down there and you go to Cat Harbor, is to your left. Mm-hmm. There's all kinds of big cactus plants in there. Mm. And you've got some big cactus apples like that. Yeah. The big ones. Very good. Ben. Yeah, then there. My cousin planted these here. He's a Mexican. Oh, okay. So he wanted to have some good ones because he likes to eat these when they first start to grow. Then you skin these young ones out, and you could slice them up and eat them, put whatever onion, tomato, whatever you want in there. So these are different from... Oh yeah, those are wild. These are like domestic. Oh, they're domestic, okay. Yeah, so when you get to Two Harbors, walk Cat Harbor down there. Yeah. I do. So are you an employee of the LA Sheriff Department or...? No, with a Catalina Island Company. Okay. Oh, they own Little Harbor. Right. Oh, I see, I see. They own the Isthmus. The Isthmus. This is run like by the Catalina Conservancy. Okay, what does it mean by conservancy? I've seen the Conservancy is a nonprofit organization which joined the people that own the island to knock the taxes down. I see. So okay, the people that that's the owner. That was the Wrigley. Yeah, the Wrigley family. Right, they own Wrigley family. They own the Isthmus. They own that big orchard up there, that wine vineyard. But then they create conservancy so they don't have to pay property tax. Yeah, and they own all those moorings out there. Oh. In the ocean, where all those boats tie up. Boats tie up. Okay, yeah, I see. So that's how they... But the conservancy, yeah, they're just... Yeah. They join with them so that the taxes would be cut way back. I see. No, they plant there? Yeah, they're not natural. Yeah, don't have those things. You want to? Okay, và bây giờ mình mới hiểu là cái RV, cái trailer trên đó đó là ông này là ông là làm việc cho gọi là Catalina Conservancy. Theo như hồi xưa Khang cũng có đi Avalon để tìm hiểu thêm về đảo Catalina. Đảo Catalina là được own bởi gia đình Wrigley Field, là họ làm gum đó, cái Wrigley gum. Và sau đó họ không có muốn trả nhiều tiền thuế quá, tại vì cái đảo này hầu hết là của họ, thì họ mới làm thành gọi là Catalina Conservancy. Như là nãy mình thấy chiếc xe truck đó, đó là một cái nhóm họ sẽ lo cái đảo này. Vì cách đó là cái cách mà gọi là họ cho một phần lại cho LA, thành phố LA, thì họ không cần đóng thuế. Và ông này được tỉnh tế, ông này thì được thuê để giúp coi đảo. Ổng là một park ranger, ổng thì đi vòng quanh, ổng bỏ củi, ổng clean restroom. Nhưng mà ổng là sống ở trên Avalon, và cái RV đó là của ổng, họ cho ổng để ổng ở và ổng coi cái khu vực này. Cái đó là một cái phần về cái đảo Little Harbor, và mình cũng hiểu về đảo Avalon thế nào khán giả. Thì đó là một cái cơ hội, thì mình nói chung mình ngồi không, mình không có gì, mình đi vòng quanh để tìm hiểu. Và khán giả thấy dưới đây nè, dưới đây hầu hết là, thấy không? Chỉnh cho nàng. Dưới đây là hầu hết là cái chỗ Little Harbor, thấy không? Nó giống như là một cái sa mạc, nó có những cái cây dừa rồi đó. Vậy cái đó là một chút về. Ok. Oh no. Mình tìm được con gì rồi.
Did you just look this up online? I know, in the wild. Wow, mọi người, và bây giờ mình đi bộ thôi, mình thấy con siêu giờ thiên sẽ đi bắt nó nè. Thiên sẽ bắt con siêu để ăn nè. Mình sẽ quay, sẽ con siêu nó sẽ nạp thiên chạy. You do survival camping, what was the gear you need again? Water. You need water. How many water? 1 gallon per person, right? The only thing you didn't bring. I did bring water. You bring 1 gallon? This one, no, not even a gallon. The burner? Hot? Hot. Me guy? Yeah. Tent? This is the only water Johnny brings. For three days. And some clothes to wear. And some fishing gear. A fishing gun. Some hoop net. Some snacks. Peanuts, preferably. Feed them. Just have one more noodle, that's it. Oh no. To survive for 2 days? No, just for tonight. The snack này mình cần bánh mì. Okay. Oof. What snack are you making? Oh, oak. Bánh mì, oak grain bread? Whole grain. Whole grain or oak, whatever. From there. Wow. Good. Follow me, definitely. Follow you. Oh, look at all the carcasses. Are you going to cook it now? Yeah. Oh, the sugar going to melt into caramel? Yeah. Oh, you're gonna have caramel, huh? Cooking under the sun. There you go. Có lửa nó mới kêu. Có cả không? Is that the fire in it? Nó có lửa nó kêu. Oh, there we go. Maximum fire. Don't burn the hero of my podcast. Is it your part? Yeah, the orange. Và mình mới kiếm được mấy bánh mì nè, và mình sẽ làm snack cho mọi người xem. Từ những cái đồ mà mình scavenge từ tiệm ăn trước khi mình vào đây, như là jam, đường, free sugar, syrup. Đây mà mình sẽ làm một bữa ăn sáng cho mọi người coi. Wow, look Johnny, syrup. Ooh, wow. Oh, take one. Yeah, you can drink this. No. Hasta la vista, baby. Oh, look at that. Don't burn your hand, gang. So, the secret going camping lab, and then we taught you. Pick your poison. Syrup and sugar. Okay. Sugar on sugar. Mmm. Yeah, I know. Wow. It's good. Nhớ cho 100 cái ngôi, 100 cái bông nha các bạn. Cởi áo ra, muốn cởi áo ra thì anh Khang sẽ cởi áo ra liền cho các bạn nha. Johnny roll. Ron. Và phim này có support from producer Thiên nha. Tập 2, phim này là tập 2. This little grape jam. Good. Is it burn? It burn. The syrup is good. Mm-hmm. So, But I have to rent a nice one because I don't have a nice bike. So mình mới biết là nếu mà muốn đạp xe đạp ở trên những cái trail này là mình phải trả 35 đồng một năm cho Kalina Conservancy Group. Không có được, cho mình đem bike qua đây là 8 đồng, nhưng mà mình muốn bike trên mấy cái trail là mình phải trả thêm tiền 35 đồng một năm. Không có tính theo ngày, tính theo cả năm luôn. Money. Cho nên mình ở đây mình chỉ là tới ăn cơm hầm thôi. Đây là cemetery, tâm hồn cemetery.
nothing to do other than having a walk, a manly walk around. Để đi bộ chung với nhau thì hết chuyện làm rồi. Ăn ngồi không rồi, bây giờ mình đi mình tìm cái bịch màu xanh màu lặng của Khang. Nó bị rớt hồi sáng đây, mà không biết sóng nó có đẩy vô không nữa. Không biết có tìm được không. Oh no, oh no. Mình tìm được con gì rồi. Did you just look this up online? Yeah, you're not supposed to touch it. I know. They're in the wire. Hey, don't scare them away. Is that them or is that you, Johnny? Johnny. Oh, dang, you sound so much like the seal. Wow, mọi người, và bây giờ mình đi bộ thôi, mình thấy con siêu giờ thiên sẽ đi bắt nó nè. Thiên sẽ bắt con siêu để ăn nè. Mình sẽ quay, sẽ con siêu nó sẽ nạp thiên chạy. Oh my God, it's so close. It's all for you, Thiên. Đầu Khang cũng định tính là sẽ bơi tối nay để mình kiếm thêm một vài con tôm hùm để ăn tối. Nhưng mà khi mình xuống đây thì mình xem cái sóng nó rất là dữ dội nè. Sóng dữ quá, thấy không? Sau lưng này nè. Sóng rất là dữ. Mình cũng chịu thua thôi, tại vì nói chung làm gì làm, ví dụ tính mạng mình cũng coi là quan trọng hơn. Dù có muốn bắt tôm bao nhiêu ha, ghê quá cho nên chịu thua. Thì hôm nay, tối nay mình sẽ, mấy khán giả có nghe không, tối nay mình sẽ ăn mì gói bình thường, giống như là một cái survival thiệt, đi sinh tồn thiệt, chỉ không bắt được tôm hùm nữa. Có thể sáng mai nếu mà cái giờ mình sẽ bơi ra một chút thì kiếm thêm tôm hùm, nhưng mà tối đây chắc kiểu này là mình chịu thua thôi. Sóng quá nhiều đi, không biết các khán giả thấy không? Sóng nhiều lắm. Ok, vậy thôi. Xin chào mọi người và mình sẽ trở lại nấu đồ ăn nè. Không có tôm hùm hôm nay. Và đặc biệt hôm nay mình có một người bạn. Không phải hai người này. Con này. Siêu con hai cậu. Hi. Look, I'm like the regular YouTube people. Hi. Oh no. Ôm nó đi Thiên. Thiên, tới gần ôm nó cho ôm nó Thiên. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Of the war. Thì hôm nay mình đã không có cơ hội để đi bắt tôm hùm. Sóng này mạnh quá. Bây giờ mình chỉ nấu tôm hùm thôi nè. Đó là anh Khang và Thomas đang câu tôm hùm. Bây giờ mình đi xuống để mình coi họ sẽ câu sao nào. Ok, let's go.
đó. Mình đang chờ có kết quả hay không. Nếu mà không kết quả thì mình sẽ ăn bún thôi. Ok, đến giờ đem lên rồi nè. Johnny, sắp tay Johnny. Watch out, Thomas. Don't fall in there. I'm not jumping in to save you. Oh no. Kiểu này là tâm hồn nó lấy đồ của mình hết rồi. Giống như Las Vegas quá. Nó lấy GoPro và nó lấy lòng luôn. Cut it then. Don't fall over, guys. Not worth it. That thing is cheaper than a GoPro, so it's okay. Yeah, not worth it, Tommy. Don't go down there, Tommy. Oh, it's going up? You got it? Maybe it's a lot of lobster. Maybe it's a hoop. Okay, watch out, man. It's a bad idea, Tommy. Just cut it. We're good. Then we ate enough lobster. Just cut it, Kat. Cut it, Thomas. Cut it. Okay, there you go. Well, it's meant to be, though. I mean, it's the last day. We're not gonna bring the cage back anyway. There's the squid thing. Better use four feet here. Watch out for the guy right here, too. This guy right here is dangerous right here. Whose idea was this? Use your hand, guys. Use your hand to crawl up. You got it, Johnny? I mean, this would have made a good footage, but... Vì hôm nay là tối cuối cùng của cái 72 giờ sinh tồn, thì mình bắt đầu mình sẽ suy nghĩ những gì mình cần tiến bộ thêm khi mà mình đi sinh tồn. Thì cái đầu tiên Khang nghĩ là mình nên làm là những cái con tôm hùm của ngày hôm qua mình bắt được, mình cũng không nên ăn phí phạm nhiều quá. Mình có thể mình để dành một chút, vì cũng có thể như là tối hôm nay gió rất mạnh, mình không thể ra biển để kiếm ăn được. Cái đó là một cái điều mà Khang đã học được. Còn cái điều mà kế tiếp Khang sẽ đã học được trong 72 giờ sinh tồn thì ra sao? Xin khán giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp nha. No, I just left. Thomas and Khang left last. Food. Cup noodle. Those fox will eat the cup noodle up. That's the reason why we have nothing. He expected. Johnny, turn off that light. Oh, there's a light here. All they didn't know here. You guys. Go home, you white boy. What did you do? Yeah, nothing. Johnny. falling off. Yeah, they fall. Oh, limbit. Alright. Ốc biển. Not too much, man. They're already salty. I muốn thử trước. I'll go first. You have to cut the gut off, right? Ah, you good. Oh no, let Kat try it. Cooked? How is it? It's ginger, it's all clammy.
Any slimy in there? Did you even wash it? Fine. Oh, you want to record your eating, Ken? Spit out the gut. Yeah. Bite the gut. Very good, yeah. Try it, yeah. Come on, Ken. No? I'm good, okay. Mm. I already ate it. Good. It was really good. Two bấm gừng thôi. Yeah, two bấm gừng. Agree. Johnny ate it. I recall you eating that one. But he ate one, Johnny. And like lobster, everybody's like, you eat first. Eat first. No, that one's good. Not yet. Bad. It's just algae on the gut. Dĩ nhiên là cái này là tại vì ở bên Carolina biển nó sạch hơn. Yeah. Mình mới ăn mấy con này chứ nếu mà ở chỗ mình không dám ăn đâu. Mấy con này ăn đồ dơ đúng không? Hả? This is bên Hawaii and họ ăn mấy con này gọi là limpet. Tiếng Hawaii nó gì? I forgot hả? Cái gì? We look it up. We leave it down. Good. Hmm. Actually good. That's good. Yeah. Hmm. Like up? Yeah. Up hard. You never eat up? Oh yeah, he's vegan. Never. Yeah, vegan. No. Cái màu xanh là tại vì nó ăn mấy cái mà rong biển á. Rong biển. Tại vì mình ăn được đây tại vì rong biển này nó sạch hơn. Không có chemical. Organic. Supposedly. That'd be good. You should do it. Yeah, we should find it next time. Johnny, will you see this in when we Balboa, remember? We used to catch it, go home grill, put ăn mỡ rồi lên. Nhưng mà con này ngon hơn. Yeah. Con này nó taste better, taste like... Nó là nó sạch không? Nó không có đắng. Cái texture của nó like soft and... Nó không có đắng. Soft and chewy. It's not chewy, but... Yeah. Food guy. That's our quick protein for tonight. Exactly. Không thể nào mà đói được ở gần biển. Yeah. Now, you can eat it. Sorry? Take one. Okay. Good. See? Just need to go back to nature. Stop eating those burgers and pizza. Mình đợi mình lấy cái súng mới mình ready á. Mình phát đi ngang á. No, no, nó giỡn thôi. No, not too bad. Second time? Wow, này là món khai vị nè, khai vị. Appetizer. No, nãy là khai vị rồi. Món này món chính nè. Tối đây mình sẽ có món ăn ăn chay vegetarian. Này là in honor của team. Mình celebrate everybody. Mình không có kỳ thị theo món ăn. Cũng phải ăn mới ủng hộ Thiên. Mình tối mình ăn cái này mình không có bắt tâm hầm. Tại vì Thiên ăn thịt nhiều quá rồi. Thiên thấy mình ăn thịt nhiều quá Thiên có ớn rồi. Giờ mình ăn cái cây để cho Thiên enjoy. Trở lại để ngày mai Thiên về nhà còn trong sạch. Không, mà chưa giấm. Ồ, chua không? Ồ, chua. Chua quá ngon. Chua. Nhiều hộp không? Phải biết quá lớn rồi. No, hộp không ngon. Did you just biting outside the hộp? Ừ. Eat the center only. But it's okay, it's got too hot. Good. Oh, đường, đường, đường. Oh, tránh đường nha. Yeah, of course, that's how you survive. Obesity is another issue. That's a lot of sugar, man. Đường free, yeah. Đường, That's a lot of sugar. Nobody eating? Chấm muối cũng được ha, khai cái muối mà lại. How is it? Mm. So it's sweet now. Good. Try it. That's how you train. Bye. Okay, now you're gonna burn down the whole place. Yes. Spit out the cheese. Spit in the pot. Mmm. Mmm. Very good. So windy. I think you have to use your skills that you had just this morning. It's so windy, but we for them. You cannot go.
nước rất là trong và nhẹ nhàng nè. 6 giờ rưỡi sáng. Sáng sớm và các người đi chuẩn bị gì hết rồi. Có thể này là có tàu lúc 10 giờ sáng cho nên phải đi liền. Mình tàu là 4 giờ nhưng mà hôm nay mình sẽ ráng tới sớm để xin đi 10 giờ sáng được không? Calm, very calm. Like all the way already finished. Cái này là gì đúng không? Đây là áo đầm của Johnny nè. Áo đầm rất là dài. Đây là sleeping pad. Sleeping pad, thermal sleeping pad. I wish it's bigger though. Cái kia nó còn hơi mềm. Đi cách trại sinh tồn sướng ha. Có mướn hai người clean tent cho mình. Cắm trại của nhà giàu. Cảm ơn mấy anh, làm nhanh lên mấy anh. Đây là Tèo Moving nè. Tèo Moving Company. Ok, một phần mình sẽ gửi về. Phần này gửi về. Còn kia mình sẽ mang theo cặp. Dropping zone một lần nữa. Cái này là 16 đồng một đường. Đi hai đường là 32 đồng. Ok, that's it guys. All clean. Mình bỏ lại cái cặp của mình bị hư rồi. Có thể người ta sẽ dùng để bỏ đồ, chanh, bánh mì. Thường thường cái làm nữa cái đem không được về thì mình để lại cho người kế tiếp. Đặc biệt hôm nay là mọi người nào bản đồ đi vào cũng bản đồ giống nhau đi ra thôi. Cái đó là một cách mình đi sinh tồn ở đây mà khi ít đồ là vì mình bận. Nói chung là underwear rồi thôi, còn áo đồ thì vẫn bình thường. Đây là cái cuối cùng nè. Và hôm nay mình về, bây giờ mình sẽ đi về. Ok, mọi người mình tiếp tục mình đi về để coi trên đường đi về sẽ ra sao. Mình có gặp những con trâu rừng, con trâu bò, con bò trâu rừng không, bison không. Ok, này là Little Harbor. Và cái này là được cảm nghiệm đi sinh tồn. Mọi người sẽ chấp nhận ở lại sống ở đây. Và hôm nay anh này sẽ mang dép. Anh này siêu sinh tồn luôn. Siêu sinh tồn. Sẽ mang dép hiking 8 mai bằng dép. Đúng rồi. Và mình sẽ dùng chương trình hôm nay một episode coi đôi dép anh này còn sinh tồn được không. Và đây một lần nữa, đây là cái cảnh của Little Harbor ở dưới. Khán giả thấy nếu mà ai có cơ hội mà book sớm, nếu mà book thì mình lên carolinaisland.com cái gì như vậy. Vì khán bỏ cái link ở đây. Book càng sớm thì thường thường như này, trong 6 tháng book càng sớm thì được những cái sài gòn đây. Như là những người đi cắm trại nè, như là mấy người Boy Scout. Tàu của mình là lúc 4 giờ chiều. Nhưng mà vì mình cũng muốn về sớm đó, tại vì tàu sẽ chạy 1 tiếng mà 4 giờ thì 5 giờ mới xong. Rồi xong chạy lái xe về nhà nữa nó hơi trễ, mình phải đi lễ rồi nữa. Nên mình sẽ ráng về sớm. Chỗ tắm nè. Khu vực này là gì? Số mấy ha? Để mình biết. Khu này là số... Số này số mấy? Khu dưới này đẹp nè. Mình là số 15 thì ngăn nghĩ cái này số mấy, số 12 trở xuống ha. Chắc số 12 trở xuống. Này là Little Harbor tại đảo Carolina nè. Người nào muốn đi sinh tồn. The ground này, Trans Carolina Trail.
đi, cố lên mấy anh em, đi lên. Cố lên, cố lên. Chỉ còn 3 tiếng nữa, 3 tiếng rưỡi nữa mình sẽ tới. Cố lên. Khi tới thì mình đã đi đường khác, nhưng mà khi về mình đã chọn đường Transcalina. Và mình mới tìm hiểu ra được cái này là cái sai lầm nhất của mình trong cái cuộc hành trình 72 tiếng nè mọi người. The kid. Let's go. Nhất nè của cái hay Transcalina Carina của mình. Mệt thì mệt thiệt nhưng mà cũng rất là vui trong đời mình được làm một cái hay kiểu này, cho nên dù người nào thấy không có gì hết, hopefully có cơ hội được trải nghiệm. Thì đó, mặc dù rất là gió nhiều nè mọi người, Khang khuyến khích người nào đến đảo Catalina, Little Harbor nên đi cái đường núi này vì có một cái cảnh rất hùng vĩ, có thể trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ thấy được nè. Woo, you made it, Johnny. I always walk, but you just made a hop from there. Piece of cake. Yeah, for you. Thì thường thường người ta hay nói rằng nó không phải là cái mục đích đến mà là cái cuộc hành trình của mình. Thì sau cái cuộc hành trình đi sinh tồn 72 tiếng này, mình cảm thấy có một cái sự gọi là tự tin, confident, là mình có thể sống trong một cái thiên nhiên không cần nhiều mà cũng có thể sống được mọi người. Yeah. Oh, gần tới rồi, chỉ còn 2 mai nữa. 2 mai nữa tới nè. To let everybody know, we are back home after days. We're coming home. Coming home stronger than ever. Bringing the broom back. Let's go. Back alive. Toughest. He gained some weight too. Yeah, this is the well. Toughest bachelor party ever. Strong man only. Oh, that guy's gone. Cái này là một lần nữa là sữa trâu nè. Cũng là ngon. Let's talk about the trip. What can we do different? Take the hiking boat here first.
Yes. And then take the shorter route back. Hike vào là đi cái đường mà scenic route thì nó đẹp hơn. Nhưng mà đi về thì đi đường mà có nhiều xe chạy. Mình đi ngược. Có thể mình đem ít đồ lại. Tôi nghĩ nói chung là hầu hết mọi người đều bận áo đồ như là ngày đầu tiên vào thôi. Đúng không? Đem ít đồ lại. Cái gì nữa hả? Nếu mà được gửi đồ thì càng gửi thôi. Nước thì đem rất là đủ. Mà mình có thể mình book, mình có thể về sớm được. Cho nên không có, nếu mà đi một cái ra cũng cỡ là 3 tiếng 3 tiếng tới 3 tiếng rưỡi. Wow, đến phút cuối cùng mình cũng còn rất là suspension. Có thể là mình đứng hàng mà mình không thể lên được tàu là tại vì mình hôm nay mình đang waiting list để về sớm. Nếu mà không được thì mình phải ngồi chờ đến 4 giờ chiều. Moment of truth, guys. This is it. Will we make it on the boat? Will we make it on the boat? Will we be selected on the boat? Oh no. Có thể là mình phải ở lại một tuần nữa. Ở thêm một vài tiếng nữa chứ. Oh no. Bound? Yay! We made it!